đề năm thực chiến đề lý nguyên tắc hoạt động của quan điện trở dựa vào ý a hiện tượng tương sắc ánh sáng ý b hiện tượng quan điện ngoài ý c hiện tượng quan điện trong và ý d hiện tượng phát quang của chất rắn thì với câu này thì nguyên tắc hoạt động của quan điện trở sẽ dựa vào hiện tượng quan điện trong vì thế tôi chọn đi c Chuquémate por